Nếu mình kiếm được thứ gì trong Minecraft, mình sẽ ăn chúng, kể cả thịt zombie luôn á. À, ghê dữ vậy. Và các bạn cũng đừng quên xem video này để xem mèo Sammy sẽ ăn được bao nhiêu món ăn trong Minecraft nha mọi người. Bắt đầu video thôi. Và đừng quên bấm subscribe và like vào lượt phía dưới này nha. Nhớ nha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã vào trong thế giới Minecraft rồi và chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi kiếm đồ ăn thôi. Thì đây mình đã có những gọi là vật phẩm sẵn. Thì mình nghĩ món đầu tiên cực kỳ đơn giản nhất trong Minecraft đó chính là gì ta? Bánh mì. Ok bạn, nhiệm vụ đầu tiên của mình sẽ đi kiếm lúa. Ok. Hello Doggy. Ok, bây giờ mình kiếm 3 hạt giống thôi. Chỉ là 3 cái hạt giống thôi mà. Cho mình một cái hạt giống đi. Ok, 3 hạt giống. Ok, let's go. Cuốc cuốc. 1 2 3. Và ok. Đó, được chưa? Và chúng ta sẽ dùng gọi là những cái gọi là bông miêu này. Ta-da! Ok, chúng ta đã có món đầu tiên mọi người. Hey, hey, hey. Rồi, đây món đầu tiên. Ôi lộn. Bing bong. Chúng ta đã có bánh mì nha mọi người. Ok, chúng ta sẽ đi kiếm món tiếp theo cho mọi người. Let's go. Ok các bạn ơi, và trước mặt tôi là một con zombie. À, zombie thấy mình rồi nè nè. Ăn thịt không? Liêu liêu. Ủa, cái gì đây? Thịt zombie hả? Ok, đây là món ăn thứ hai của mình. Ủa, tức là mình phải ăn thịt zombie thật hả? Ok ok, được rồi, món thứ hai thịt zombie. Trời ơi, mình cảm giác mình sẽ ăn những món kinh dị nhất trong Minecraft nha. Không biết sỏi ở ngoài đời sẽ như thế nào ta. Bây giờ mình thử coi mình có ăn được sỏi không nha mọi người. Ok, tôi sẽ lấy hết cái đống sỏi này. Và các bạn hãy nhớ, đây chỉ là game thôi. Đừng bắt chước chúng mình. Hãy nhớ đây là game. This is the game, not a real life, ok? Nên các bạn đã làm theo mình nhá. Ok, tôi sẽ thử và đem cái này về ăn thử coi nó có ngon không mọi người. Ok, được rồi, chúng ta có 3 món rồi mọi người ạ. Wow, trời đất ơi, không biết là chúng ta sẽ có bao nhiêu món trong ngày hôm nay đây. Khá là hấp dẫn ấy. Ok, đi thôi. Ok các bạn, thì tại mình đang cảm giác mình đang rất là đói luôn mọi người. Nhưng mình thực sự không thể dừng lại. Bởi vì mình phải đi kiếm đủ tất cả các thức ăn trong Minecraft mình không có thể được ăn được. What the heck? Cây bánh quý hả? Ủa, trong Minecraft có thứ này luôn hả? Sao tôi không biết vậy? Oh wow. Ok, không sao, chúng ta cũng đã có một món ăn mới. Bánh quy. Hello. Ok, chúng ta không biết cái món bánh quy lại sẽ như thế nào đây. Nhưng mình nghĩ nó sẽ rất là ngon cho coi. Đây là món thứ ba, thứ tư của mình rồi. Wow, ok, chúng ta đã có 4 món rồi. Không biết những món tiếp theo sẽ như thế nào đây mọi người. Let's go, let's go. Bây giờ mình chỉ còn đúng 3 thanh thức ăn thôi mọi người. Mình thật sự rất là đói. Không biết có một cái cửa hàng tiện lợi nào gần đây không nhỉ? Nếu mà có thì thật sự nó sẽ rất là... Ủa, mình vừa nói luôn á mọi người. Ủa gì vậy? Ok, trước mặt mình là một cái cửa hàng đồ ăn hả? Thấy gì vậy? Ờ, mình đang rất là đói luôn mọi người. Mình đang đi cực kỳ chậm luôn ấy. À, gì đây? Wow, một cái nhà làm bằng bánh kẹo. Và oh my god, những cái bánh gọi là những cái bánh kem siêu lạ luôn nè. Bánh dâu, bánh sô-cô-la, rồi bánh tùm lum tùm la. Ủa, còn cả marshmallow nữa, kẹo dẻo nè. Oh my god. Ok, ok, ok. Nói chung nó cũng là đồ ăn rồi đúng không? Mình không biết là cái mái nhà bằng sô-cô-la này mình có thể lấy nó được không nhỉ? Mình coi thử coi. Ok, xin chào mái nhà sô-cô-la, cho tôi lấy một ít nhé. Ok, và chúng ta sẽ... Mái nhà sô-cô-la của mình gọi là gì ta? Mình có thể tạo ra những viên sô-cô-la nhỏ luôn. Ok, và mình nghĩ mình sẽ lấy những cái bánh này đi luôn nha mọi người. Ok, tổng kết hôm nay chúng ta có gì đây? Chúng ta có bánh mì, thịt zombie, tỏi, bánh quy, marshmallow, thanh sô-cô-la và rất nhiều bánh kem. Chà, có vẻ video hôm nay mình sẽ cảm giác hơi bị béo luôn mọi người. Ok, không nói nhiều rồi, liệu những thức ăn này qua thế giới ngoài đời thật sẽ như nào? Let's go! Ok, hello mọi người, chào mừng các bạn trở lại với thế giới ngoài đời thật. Đó, trời đất ơi. Ok các bạn, hôm nay chúng ta có sự góp mặt cùng với bé mưa mọi người. Hello. Đấy, ok, đây là hộp gỗ Minecraft và cái đầu của con zombie tôi vừa quánh hồi nãy mọi người. Ok, chúng ta sẽ cùng ăn món ăn đầu tiên mà chúng ta đã tìm được trong Minecraft nha mọi người. Đó chính là bánh mì. Let's go. Bom, đây, giới thiệu với tất cả mọi người. Đây chính là bánh mì. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá trời quá đất các bạn nhìn nè. Ok, đây là bánh mì ngoài đời thật nha. Đó, ok. Rồi, mời cả nhà ăn nha, tôi ăn trước nha. Ok, đây. Đã thật sự luôn mọi người. Ước gì mình kiếm gì trong Minecraft mình ăn hết luôn mọi người. Chứ nhiều quá luôn á. À, thật sự nha, với một người cực kỳ thích ăn bánh mì đối với mình á, thì cái việc mà
Ngon quá. Em ơi, muốn ăn một miếng không? Nó rất là ngon luôn mọi người. Riêng mình nha, mình một người cực kỳ thích ăn bánh mì. Không biết các bạn có thích không nữa, các bạn có thể xin biết nha. Mình sẽ chấm món này là 10 trên 10 mọi người, vì nó rất là ngon luôn. Ngon thật sự luôn mọi người. Cái món ngon mình xỉu luôn mọi người. Ngon nha, tôi chấm 10 điểm nha mọi người. Rất là xuất sắc, 10 điểm. Ok, món ăn tiếp theo, let's go. Ok các bạn, món tiếp theo chúng ta sẽ có gì đây? Oh my god, ok. 1, 2, 3. Oh, chocolate. Ok, chúng ta có món sô-cô-la mọi người. Đó, nói là tiếng Việt Nam nha mọi người. Trời ơi các bạn nhìn nè, những thanh sô-cô-la chúng may ráp ra ngoài đời. Wow, nó y chang luôn mọi người. Mình sẽ ăn thử hai thanh nha mọi người. Đây, mình sẽ ăn thử cái thanh nhạt nhất này nè. Mình sẽ bẻ ra nè. Ôi, mình bẻ đúng miếng luôn. Rồi, ok, chúng ta sẽ có đậm và nhạt. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái nhạt trước nha. Thật sự là cái vị gọi là của sô-cô-la nhạt nè mọi người, nó rất là ngon đối với mình. Bởi vì nó không quá ngọt và nó cũng không quá gắt mọi người. 9 điểm. Ok, còn sô-cô-la đậm, mình đang cảm giác hơi sợ mọi người. Mình sợ là nó đắng lắm mọi người. Ok, thử nha. Ừ, đúng rồi nha. Cái sô-cô-la nó màu đậm thì nó hơi đắng một xíu. Còn sô-cô-la gọi là màu nhạt nó sẽ ngọt ngọt một xíu mọi người. Nên mình sẽ chấm cái đậm là 7 điểm. Còn cái ngọt sẽ 8 điểm hay 9 điểm gì đó, mình không biết nữa. Nhưng mà nhá, nhưng mà vậy thì hai sô-cô-la này nó vẫn rất là ngon nha mọi người. Đó là về phần sô-cô-la nha mọi người. Không biết các bạn có thích ăn sô-cô-la không? Các bạn đủ cơ bản đủ phía dưới cho mình biết nha. Mình thì cũng thích cũng có, không thích cũng có mọi người. Món ăn tiếp theo, let's go. Ok, và đây là một món tiếp theo của mình. Và mình quên mất cái món này luôn. Và một cái món mình rất là ấn tượng, đó chính là cây bánh quy. Let's go. Ok, đây chính là bánh quy trong Minecraft mọi người. Và nó thật sự rất dục thật các mọi người. Wow, đây là món mình thích nhất. Bởi vì nó giống nhất trong Minecraft và kể cả ngoài đời luôn mọi người. Chúng ta sẽ cùng ăn thử bánh bánh quy trong Minecraft nó sẽ như thế nào nha. Nó khá là ngon á mọi người, nó không có dở mọi người. Mà tính ra lại trừ mình ăn tất cả các món ăn trong Minecraft nó đều ngon hết đó mọi người. Dù là bánh quy sô-cô-la cho mình thấy nó không quá ngọt và nó thái vào với mình đó mọi người. Được á. Thế mới ăn miếng nè. Nó ngon lắm luôn á mọi người. Thôi chờ bé mời ăn vậy. Ok, riêng mình thấy cái món này nó rất là ngon. Mình sẽ cho nó 10 điểm. Yeah, món đầu tiên. Ngon quá mình. Xin lỗi. Ok, thì thật sự là món này đối với mình là 10 điểm cho mọi người. Bởi vì nó rất là ngon mọi người. Bánh quy Minecraft kể cả ngoài đời đều rất là ngon nha. Dù trong Minecraft bánh quy ăn được lên một chút thanh đồ ăn là rất là ít. Nhưng mà đối với mình 10 điểm cho mọi người. Rất là ngon luôn nha. Trời ơi, ngon quá. Ok, món tiếp theo, let's go. Hesse Lily, Hesse Lolo. Đây là món thức ăn thôi mẹ, mình cũng không nhớ nữa. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục xem tiếp theo nó sẽ ăn gì đây, let's go. Oh, marshmallow kẹo dẻo. Trời ơi là trời. Ok, đây, để cho mọi người, đây chính là kẹo dẻo trong Minecraft ngoài đời thật. Rất là mềm nha mọi người. Wow, nếu mấy các bạn thấy nó rõ không? Đó, siêu mềm nha. Đấy. Ok, và mùi kẹo rất là thơm luôn. Ok, chúng ta sẽ ăn thử cho mọi người. Ok, cho bé mua một miếng nè. Thôi, cho bé mua hai miếng luôn. Đó, ăn nha. Ok, chúng ta sẽ ăn thử nha. Ok, theo mình thì sao cái mặt mình làm nó kiểu rất không ngon lắm nhỉ? Ok, theo mình thì nó cũng ngon nhưng mà cũng không ngon lắm mọi người. Kiểu như là nhai thì nó vui vui, xong nuốt vô mình thấy cũng không có cái vị gì lắm đó mọi người. Nên nếu bạn nào thích ăn ngọt thì các bạn có thể ăn cái này. Còn nếu mà nó không thích thì chắc mình nghĩ không nên, vì nó cũng hơi ngọt ngọt một xíu. Nhưng mà mình nghe bảo là cái này mà nướng lên ăn còn ngon hơn nữa. Đó, nhưng mà tôi cũng chưa nướng bao giờ nên không biết các bạn đã từng ăn món này phiên bản nướng chưa. Đây thì giúp sao. Theo món này thì mình sẽ chấm cỡ mình sẽ chấm cỡ 5 trên 10 mọi người. Sorry, nhưng mà thật sự món này không phải là món mình yêu thích lắm á mọi người. Ok, món tiếp theo, let's go. Ok các bạn, và đây là món tiếp theo mọi người. Oh my god. Và chúng ta sẽ không làm mờ màn hình nữa. 3, 2, 1. Ta-da-da-da-da. Bánh kem trong Minecraft. Oh my god. Mình có vị sô-cô-la, vị dâu tây, và chúng ta có cả vị trà xanh, matcha, các kiểu. Và chúng ta có cả vị chanh nữa mọi người.
Nói chung là có rất là nhiều kiểu luôn. Ok, thì mình không biết mình muốn thử cái nào, mình thích cái nào nó cũng ngon hết trơn. Mình sẽ thử vị sô-cô-la nha mọi người. Đây, chocolate. Mình sẽ ok, mời mọi người ăn nha. Ok, ok, đây miếng sô-cô-la nè. Ok. Nếu bạn thắc mắc tại sao mình lại làm một cái khuôn mặt khó hiểu như vậy, bởi vì nó ngọt quá. Thật sự nha, mình không thích đồ ngọt của mọi người, nên mình cũng sẽ dự đoán trước rằng là những cái bánh tiếp theo nó sẽ rất là ngọt. Đấy, nhưng mà đối với mình nó cũng không quá là ngọt, nhưng mà các bạn cũng không phải là ngọt tới mức mà kinh hoàng đâu. Nhưng mà mình không thể ăn được mấy cái món mà nó kem kem ngọt ngọt quá mọi người. Nó sinh nhật của mình thì mình có thể mua bánh kem, nhưng mà nó sẽ không ngọt quá như thế này mọi người. Nhưng mà nếu bạn nó thích ăn đồ ngọt thì đây thật sự là một cái bánh cực kỳ ngon đối với những bạn thích ăn đồ đồ ngọt nha mọi người. Đấy, ok. Wow, rất là thơm và rất là ngọt. Nhưng mà sorry, mình không có ăn được đồ ngọt. Nên yeah, không biết các bạn thấy trong 4 cái bánh này, các bạn thấy bánh nào ngon theo theo ý các bạn nha. Mình sẽ chấm cái này là 4/10. Xin lỗi bởi vì nó ngọt quá mọi người. Dù mình biết nó rất là ngon, nhưng mà bạn rất đẹp, nhưng bạn quá ngọt, bạn không điểm. Ok, ok bạn. Và chúng ta sẽ tới món cuối cùng, một món kinh dị nhất trong tất cả các món của mình. Các bạn muốn biết sao? Hãy cùng xem món tiếp theo. Let's go! Ok các bạn, đây sẽ là món cuối cùng và để kết thúc video này. Ok, hoặc là không, mình không biết nữa. Và yep, món cuối cùng đó chính là thịt zombie! Mình không ngờ là có một ngày mình lại ăn thịt zombie ở trong Minecraft mọi người. Và đây là ngoài đời thật. Ok, thịt zombie! Nó là thịt bò. Nhưng mà thôi, các bạn hãy tưởng tượng nó là thịt zombie đi, please. Ok. Wow. Ok, sự bức miếng thịt của nó. Thử thách ăn thịt zombie, bắt đầu. Ngon nhở. Ok, chắc là mình cũng muốn biến thành zombie thử. Bạn ấy thôi để ghép mình biến thành zombie đâu nhở. Nếu mà mình thấy cái thịt zombie rất là ngon mọi người. Ngon luôn. Ok, mình sẽ chọn món này là 9/10 nha mọi người. Ok, thịt zombie cũng ngon mà. Rất là ngon luôn. Kiếm đồ ăn trong Minecraft nhưng lại được ăn chúng ở ngoài đời thật. U là trời ảo Makada vậy. Ok các bạn, hôm nay nhiệm vụ của mình đó chính là kiếm tất cả mọi đồ ăn trong Minecraft và mình sẽ ăn chúng ở ngoài đời thật. Không biết hôm nay Simi sẽ kiếm được bao nhiêu đồ ăn trong Minecraft đây ta. Đừng quên xem hết video này nha. Nhớ nha. Ăn đồ ăn trong Minecraft nhưng ở ngoài đời thật. Ok các bạn, thì đây sẽ là video gọi là gì ta, phần 2 nha mọi người. Thì video trước có rất là nhiều bạn ủng hộ mình, thì mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nên hôm nay Simi quyết định gọi là phần 2 nha mọi người. Ok, và chúng ta mới khởi đầu, chúng ta đã bắt đầu đói rồi. Ok, thì lúc trước thì mình đã ăn cái gì rồi thì mình sẽ không lặp lại nữa nha mọi người. Ok, thì bây giờ chúng ta phải ăn những món mới mọi người. Trời đất ơi, tính ra kiếm mấy cái món gọi là trong cái tập trước đã khó lắm rồi, thế mà lần này mình phải kiếm cái món mới nữa. Oh, lúc trước thì mình nhớ tập trước là mình làm với gì ta, về những gọi là bánh mì, bánh kem các kiểu. Hay là lần này mình sẽ tự ăn gọi là gì ta, động vật thử hơi nha mọi người. Ok, và lưu ý đây chỉ là trong game thôi nha mọi người. Ok rồi. Hình như có một số bé gà đang ở đấy. Ok, thì mấy bé gà cua te thì cho tớ xin một ít thịt từ mấy cậu nhé. Oh my god, mình xin lỗi. Như đây là thử thách nên mình xin lỗi mấy bạn gà cua te. Mình không muốn làm vậy đâu, nhưng mà vì video này mình phải làm thôi. Ok, bây giờ mình phải chế tạo cái rìu và cái gì đó, cái cuốc. Đấy, ok. Gà ơi, tớ xin lỗi. Ok, ok. Rồi, chúng ta đã có là nguyên một con gà mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đào đá mọi người. Ok, thì cho mình ăn xíu dấu mọi người để đỡ đói. Ok, thì cái này mình đã ăn trong tập trước rồi, nên mình sẽ không lặp lại thêm một lần nữa. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi đào đá. Đấy, mình đào đá, sau đấy mình sẽ đi nung cái con gà này lên. Đó, ok. Ok, thì mới đầu bắt đầu video thì chúng ta đã ăn món gọi là gì ta, gà mọi người. Không biết các bạn nào thích ăn thịt gà giống mình không? Mình thì khá là thích ăn, bởi vì nó khá là ngon và cũng có chất dinh dưỡng luôn mọi người. Đó, ok, ok. Ngâm 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 ngâm. Đấy, ok, ok. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ chế tạo một cái lò nung mọi người. Rồi, ok.
Rồi lò nung cute của tôi đâu rồi? Đó. Ok, rồi xin được phép nướng bạn gà lên. Ok. Rồi bây giờ là khởi đầu. Món đầu tiên của chúng ta chính là thịt gà nha mọi người. Ok. Rồi. Và chúng ta đã có món thịt gà rồi. Ok, let's go. Ok mọi người, bây giờ món đầu tiên của mình sẽ là gà. Gà đâu rồi ta? Boom. Oh my god, các bạn nhìn nè. Trời ơi, hai cái đùi gà siêu bự khổng lồ luôn mọi người. Trời ơi, cái này tôi đang ăn kiểu đùi gà của khủng long mọi người, sao to vậy? Ok, mình sẽ ăn một cái nha mọi người. Đây, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây gọi là không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền thôi nha. Như kiểu đọc văn nhỉ. Ok, ăn nha. Cái này mọi người mình ăn hơi xấu rồi đó. Nó rất là dở luôn mọi người. Nó dở hơi mà nó cũng rất là ngon mọi người, bởi vì nó rất là ngon mọi người ạ. Còn đây mình nghĩ là chắc là gà thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà yeah, không biết là có bạn nào dùng sim không, chứ sim đó trong tất cả các loại là cái con gà thì sim thích ăn nhất là đùi mọi người, bởi nó rất là ngon. Chắc ăn xong chứ tôi cũng trở thành con heo simi, chứ không phải là cầu trước simi nữa mọi người ạ. Ngon quá. Trời ơi luôn, cho ăn xí ở đây ngon quá, ngon thật đấy, cho ăn xí nữa nha. Trời ơi, ngon quá mọi người. Rồi thì đó là món gà mọi người ạ. Trời ơi, bây giờ tôi ăn xong tôi bị thấy thèm mọi người. Ui là trời. Ok rồi, bây giờ là ăn gà xong rồi nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm gọi thêm món ăn mọi người ạ. Ok ok. Không biết quanh đây còn cái gì nữa không ta. Trước mặt mình là một cái làng mọi người, hay quá. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo thuyền, mình sẽ đi qua đó. Mình nghĩ ở bên kia cũng sẽ có rất là nhiều thức ăn á mọi người, mình cũng không biết là món gì nữa. Ok, mình sẽ thử kiếm quay. Ok ok ok, rồi. Rồi ok, bây giờ mình nghĩ mình cũng lấy vừa đủ gỗ rồi nha mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chế tạo một con thuyền đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đi tìm đồ ăn nha mọi người. Đó, trời ơi, vì gang simi gọi là bất chấp tất cả mọi thứ để được ăn mọi người. Rồi ok, mình đảm bảo qua là sẽ có rất là nhiều thứ thú vị mọi người ạ. Ok ok, được rồi. Hello làng, hello mọi người. Tôi qua đây tôi chỉ thăm mọi người thôi, chứ tôi không có ý định cướp gì đâu nha. Đó, chờ trong tập trước thì vô tình cướp cái giường thôi. Đó, chứ tập này tôi ngoan lắm. Hello, hello, hello. Mà cái này như là đều là cà rốt hay khoai tây, lúc trước mình đã có ăn rồi mọi người, nên mình sẽ không ăn nữa. Hello, 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 có gì ăn không ta? Mình cũng không biết nữa, để mình kiểm tra lại trong chat lại có cái gì sao. Ok, ở đây không có gì cả mọi người. U là trời, thật là nghèo quá đây. Có thể có gì được không mà, cũng có nước ngọt hay gì đó cũng được mà. Mọi người, bình thuốc hồi máu đấy mọi người. Không biết cái này có tính là một thức uống không nữa. Ok, bây giờ mình sẽ thử nha mọi người. Ok, chai thuốc hồi máu trong Minecraft. Let's go. Rồi ok, bây giờ tiếp theo là tới nước gọi là nước hồi máu mọi người. Không biết là ngoài đời nó sẽ như thế nào đây. Bạn ơi, trời ơi, sao cái bình nước nó to hơn tôi nghĩ mọi người. Tôi tưởng là nó nhỏ xíu xíu thôi. Sao ở ngoài đời nó to lắm luôn mọi người. Mọi người nhìn nè. Là trời. Ok, thì để coi uống thuốc hồi máu trong gọi là Minecraft ở ngoài đời nó sẽ có khác gì nhau nha mọi người. Ok. Đây có uống thuốc không nhỉ? Thôi mình sẽ uống gọi là như trong Minecraft nha mọi người. Ok, uống thuốc hồi máu được rồi. Rồi, một biết sao không? Thì tên đỏ. Ok mọi người, thì thuốc hồi máu trong Minecraft ở ngoài đời là xì tinh đỏ mọi người. Cái gì kỳ vậy? Mày cũng không biết là mình uống vô mình có hồi máu không, nhưng mình thấy uống nó hơi ngọt mọi người. Đối với mình nó khá là hơi ngọt, nhưng mà không sao, nó cũng là
Khá là ok mọi người, ở trong game Minecraft là thuốc hồi máu nhưng ngoài đời là xì tinh đỏ mọi người. Đó, ok ok. Quá là tuyệt vời luôn. Rồi, ok thì thuốc hồi máu trong game Minecraft ở ngoài đời là chai nước xì tinh mọi người. Ô là trời, đúng là thuốc hồi máu, uống vô cái là đỏ lè cái lưỡi luôn mọi người. Rồi, tiếp theo. Ủa khoan, bây giờ mình uống cái chai này. Bây giờ mình múc nước lọc. Cũng có tính là một thứ ở trong Minecraft không? Ok, bây giờ mình sẽ thử uống cái nước lọc ở trong game Minecraft. Nó sẽ ở ngoài đời như nào luôn nha mọi người. Let's go. Rồi, bây giờ tới nước lọc coi. Let's go. Ủa mọi người, tôi nhớ nước lọc nó phải màu trong chứ sao nó sẽ lè sẽ lét như trong game vậy? Tôi biết là nước lọc trong game nó cũng màu xanh ấy, nhưng mà có cần phải chơi quả nước lọc nó xanh lè xanh lét gì không? Tôi cảm giác nó như nước ngọt vậy mọi người. Thôi cứ thử coi ha mọi người. Ok, để coi nước lọc ở trong game Minecraft như thế nào mọi người. Ủa, nó xanh lè như phong cảnh luôn mọi người. Oh my god. Sao nó có mùi ngọt ngọt đó mọi người. Để coi coi. Vâng, nước lọc vị nước ngọt mọi người ạ. Không hiểu sao luôn. À thì ra gọi là gì ta, nước nước lọc trong game Minecraft là vẫn là nước ngọt chứ mọi người. U là trời. Ok thì sau khi mình thử thuốc hồi máu vậy là chai nước lọc thì mình thấy nó khá là xem nhau, chỉ có cái là một cái là nước xì tinh đỏ, một cái là xì tinh xanh đó mọi người. Mình cũng không biết tại sao nữa nhưng mà nó cũng khá là ok. Nhưng mà mình vẫn thích nước lọc real hơn mọi người. Ok. Rồi ok thì tôi không hiểu sao trong game Minecraft cái gì mà nó có màu là ra ngoài đời nó cũng có màu theo luôn mọi người. U là trời. Ok, nước lọc trong này uống tinh khiết bao nhiêu, ngoài đời nó ngọt bấy nhiêu mọi nhà. Ok, bây giờ làm gì vậy ta? Bây giờ còn cái gì để ăn không nhở? Bây giờ còn cái gì để ăn không ta? Sao tôi bí bách dữ vậy mọi người? Để tôi coi coi. Ủa khoan, hình như đây là rong biển đúng không? Mình có ăn được rong biển không ta? À, thế là bây giờ mình ra biển, mình đi kiếm rong biển nha mọi người. Cũng là một ý hay, nhưng rong biển cũng có thể ăn được mà. Đây không phải rong biển đâu, đây là... Sao mình không được ra rong biển được? À, ok ok. Bây giờ mình sẽ kiếm rong biển ở Minecraft thử mọi người. Tôi nghe đồ rong biển ăn được á mọi người. Còn mấy cái này là chỉ là cỏ nước thôi hay sao á. Ok, bây giờ tôi sẽ thử kiếm rong biển trong Minecraft. À, ok. Cái hố sâu như này có không ta? Đây có không? Ít nhất là mấy cái này phải có rong biển chứ nhờ, hay là chưa ta? Ok, có vẻ đây là toàn là cỏ nước thôi mọi người, chứ không phải là rong biển. Ok, bây giờ tôi sẽ thử ra một cái biển lớn để tôi kiếm rong biển mọi người. Ui là trời. Giờ tôi phải đi ra biển để tôi đi săn rong biển á mọi người. Cái gì mà mệt mỏi dữ vậy trời? Ồ, đây là một cái hang hả? À thôi đi, cái này là chết luôn mọi người. Ok ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm rong biển. Khổ gì trời. Later. Ok mọi người, và sau 7749 phút mình vẫn chưa kiếm được rong biển mọi người. Là trời, rong biển nó còn quý hơn cả cục vàng của tôi hay sao thì trời. Ok, có vẻ cái biển này nó chưa sâu lắm mọi người, nên mình sẽ kiếm một cái chỗ nào nó sâu hơn. Hình như tôi thấy chỗ này cũng nhìn sâu lắm nè mọi người. Ok, tôi cảm giác mà cái này rơi ở ngoài đời rất sợ em luôn á, nên mỗi lần các bạn đứng ở đâu mà có chỗ nước sâu nên các bạn phải cẩn thận nha. Mà đặc biệt phải đi đâu cũng phải có người lớn đi theo, không là có nhiều chuyện kinh khủng xảy ra thì tôi cũng rất là lo cho các bạn á. Có rong biển nè. Yes, ok. Trời ơi rong ơi, em trời, em nãy trừ em gọi là nãy trừ chạy trốn chị hả? Ok ok rồi, rong đâu? Ok. Mình có mấy bé rong rồi. Ok, lấy hết. Ok rồi, bây giờ mình đã có rong biển rồi thì mình sẽ đem về nướng mọi người ạ. Đấy, nên dành cho bạn nào gọi là gì ta, đói quá nữa các bạn không gọi là có gì ăn thì các bạn có thể gọi là như ta lấy rong biển xong các bạn nướng lên trong game nha mọi người. Trong game nha, trong game Minecraft, ý xin là trong game Minecraft. Nếu các bạn không kiếm được đồ ăn các bạn có thể ra biển kiếm rong biển để các bạn nướng lên ăn. Đó, trong game nha mọi người. Cho mọi người đừng có chơi quả gì ta real life là tôi chết đó mọi người. Ok ok, rồi bây giờ tôi sẽ
Hình như mình nhớ là ở cái làng là có một cái chỗ để nướng mọi người. Ok, hình như là đầu này. Oh, ok, đồ kia rồi mọi người. Rồi, không biết rong biển ở trong game nó sẽ như nào đây. Ok. Đấy, trời ơi, ngon lành chưa nè. Trời ơi, tự nhiên tự nướng tự thèm với mọi người. Tự nhiên nhìn cũng hấp dẫn, cũng đâu khác gì sơn hào hải vị đúng mọi người. Trời ơi, nhìn nó cháy rồi, ui. Mấy ông có thể im lặng cho tôi gọi là chilling. Gọi là cái đoạn này nó đang cần được một sự chill mọi người, ok. Ok, được chưa? Lâu thế. Oh, ok, xong rồi, đây. Giới thiệu mọi người rong biển ở ngoài đời thật. À lộn, ở trong Minecraft. Ok, không biết ở ngoài đời nó sẽ như thế nào nha mọi người. Let's go. Rồi, bây giờ sẽ là tới rong biển nướng nha mọi người. Ok. Ôi, các bạn nhìn cái rong biển nướng lên này. Thật sự là gần giống 80% mọi người ạ. Ok, để ăn thử cái rong biển nướng nó sẽ như thế nào nha mọi người. Ngon thật mọi người, rất là ngon luôn á. Sao nó ngon vậy ta? Ngon. Nó ngọt ngọt mà nó xốp xốp. Nó xốp xốp mọi người ạ. Oh my god, mình ăn nó chắc luôn. Món này mình xin được chấm là 9/10. Nó ngon và nó xốp mọi người ạ. Oh my god. Ngon. Rất là ngon luôn nha. Ok, chấm điểm cao cho cái này. Quá ngon luôn. Ok, các bạn đã trở lại ở đây và tôi không ngờ cái rong biển lại ngon như vậy á mọi người. Oh my god. Lần sau nhất là tôi phải ăn thêm rong biển mới được. Ok, thì bây giờ mình nghĩ mình sẽ đi kiếm thêm món ăn mọi người ạ. Ok, thì chắc mình nghĩ mình đợi nó khá là lâu mọi người nên mình sẽ đi luôn. Đấy, ok. Trời ơi, cảm giác ăn gọi là đồ ăn trong Minecraft ra ngoài đời nó lạ lắm luôn á mọi người. Ok, bây giờ chúng ta cũng không nên ở đây nữa bởi vì mình cũng đã ăn hết tất cả các món ở đây rồi. Nên mình sẽ quyết định. Sao cái làng này nó bố trí nó rất là kỳ cục nha mọi người. Nó rất là kỳ lạ luôn mọi người. Hello mèo, hello. Và mình để ý là mấy phiên bản 1.18 mọi người là cực kỳ có nhiều làng luôn mọi người. Mình cảm giác mà đi cỡ 5m rồi là mình đã thấy một cái làng mới rồi. Hello. Trời ơi, nhìn nó hùng vị dễ sợ chưa kìa. Bây giờ gì có con ngựa, mình nhảy lên con ngựa xong mình phi nó cái rọc chạy cho nó nhanh nha mọi người. Chứ đi này chậm quá. Đấy, nhưng mà mình không có gọi là cái yên ngựa mọi người nên mình cũng không làm gì được. Trời ơi, mình đi chắc ở mấy phút là mình gặp một cái hao luôn mọi người. Ok, tôi cần thức ăn. Ô, bông hoa màu xanh là bông hoa hy vọng. Không phải mình hái hoa để mình ăn đâu, mình chỉ muốn giữ bông hoa để mình lấy hy vọng thôi nha mọi người. Mình lấy vía may mắn trong game mọi người ạ. À. Đấy, chứ không phải là tôi hái bông hoa tôi ăn đâu nha. Ok, để coi. Ủa cái gì kìa? Cái này thường thường người ta gọi là gì ta? Mình thấy mấy speedrunner người ta hay gặp cái này á mọi người. Và mình cũng không biết nữa. Trời ơi, tôi biết là tôi hay bỏ qua mấy cái chi tiết quan trọng á mọi người. Xin lỗi. Khó gì đây? Có một cái mũ mọi người. Ok, và mình có một cái bật lửa mọi người. Không sao, chúng ta có cái đồng hồ nữa. Ok, chúng ta sẽ giữ làm kỷ niệm. Có vàng nhưng mà không có hết cốt. Trời ơi, su cà na dễ sợ nha. Trời ơi, sao cái chỗ này nó nhiệt đới kinh khủng vậy. Ui là trời. Khoan, cái gì kia. Mật ong. Oh my god. Chúng ta có thể lấy mật ong một chút nhỉ. Ok, chắc là không sao đâu nhỉ. Ok. Ok, mình mong là cái việc mà lấy mật ong nó sẽ không bị sao cả. Ok, bởi vì nếu chúng ta lấy mật ong mà chúng ta không cẩn thận thì mấy con ong nó sẽ cho các bạn lìa đời luôn. Đấy, ok, nên các bạn phải cẩn thận thật sự. Ok, món này cũng có thể ăn được mà đúng không mọi người. Ok. Ok. SOS. Tớ chỉ ngắm thôi chứ tớ không có làm gì đâu nha. Tớ chỉ nhìn thôi chứ tớ không có ý định làm gì đâu nên
À, bye bye. À, tớ không có làm gì đâu. Rồi sao với bạn đi thôi, mình giờ mình chỉ qua đây ngắm hoa, mình tặng mấy bạn bông hoa này. Ok đây đây. À, ok. Vậy thôi nha. Bye bye. Sao tụi này biết mình lấy mật ong vậy? Sợ hãi luôn mọi người. Ok. Bình tĩnh. Ok. 7 tỷ năm sau. Trời ơi. Cuối cùng đợi gần có 7 tỷ năm nó mới xong cái tổ ong mọi người ạ. U là trời. Ok. Thì việc thứ nhất là chúng ta đã có tổ ong. Việc thứ hai chúng ta sẽ làm gì? Đó chính là chúng ta phải kiếm cái chỗ trốn đã. Bởi vì nếu mà các bạn hãy lưu ý, khi các bạn lấy mật từ nhà ong thì nếu các bạn đụng tới tổ ong thì mình không chắc là nó sẽ cho bạn Ok, không cương khích, việc này làm ở ngoài đời. Ok. Sao tôi cảm giác chứ? Oh my god, mắt nó đỏ lên kìa. U là trời, nó đang phẫn nộ mọi người ơi, nó đang angry. Ok, no. Ok, tôi xin được ở chủ nhà của dân làng thời gian. Ok, và chúng ta đã hoàn thành xong mọi người ạ. Và không biết mật ong mọi người đời sẽ nhớ nào đây, let's go. Ok mọi người, và tiếp theo đó chính là mật ong siêu cute. Ô là trời, các bạn ơi, các bạn nhìn này, mật ong ngoài đời thật nè. Mình biết là mật ong cho Minecraft thì ăn được đó mọi người, nhưng mà mình chưa chắc là ngoài đời ăn nó ngon mọi người, bởi vì là mình biết mật ong nó như thế nào mà. Nó rất là ngọt luôn. Ok bây giờ mình sẽ ăn thử đi mọi người. Ok, mình sẽ dùng cái đầu này múc mọi người ạ. Ok, các bạn nhìn này. Ui, nó chảy nè. Thấy không? Đó. Ok, mời mọi người ăn nha, mình sẽ liếm thử. Nó ngọt quá à. Nó ngọt lắm luôn á, mình cảm giác đây là một tấn đường á mọi người. Ok, thì cảm nhận của mình thì cái này sẽ pha với sữa, với lại là nước ấm nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mà ăn kiểu nguyên thuần luôn á thì nó sẽ khá là ngọt mọi người ạ. Nói chung thì cái này quá là ngọt mọi người, thực sự nó quá là ngọt. Nên mình sẽ chấm 3 trên 10 mọi người ạ. Ok. Không bao giờ ăn lần nữa. Không bao giờ. Never. Trời ơi, tôi sang chấn cả hai cái đầu luôn mọi người. Ok, thì mật ong ở ngoài đời nó ăn khá là ngọt mà ngạ, nên mình không thích lắm. Nhưng mà trong game thì mật ong nó khá là giúp mình đói rất là cao mọi người. Các bạn nhìn nè. Uống rất là ngay, rất là đặc luôn mọi người. Ok. Đúng là một ngày đi kiếm đồ ăn nó gian nan kinh khủng luôn mọi người. Ô mà tính ra mình đi mấy vòng cái mình cũng tới dân làng mọi người. Mình thề các bạn là dân làng chỗ này cực kỳ nhiều luôn mọi người. Oh my god. Hình như con ong nó nó trở lại bình thường mọi người. Nếu mà các bạn đi xa thì nó sẽ trở lại bình thường mọi người ạ. Ok, thì mình muốn kiếm một món cuối cùng mọi người. Ít nhất cũng phải có cái gì ta, một cái món cuối cùng như để kết thúc cái. Ok bạn ong đấy, đừng nói là vẫn nhớ mình nhá. Đừng chứ, chúng ta không luộc được rau, chúng ta không thuộc về nhau nữa. Cứ vậy đi cho nó lành đấy. Chúng ta cứ níu kéo vậy khổ lắm đấy. Ok, ít nhất mình phải kiếm được một món cuối cùng. Ok, một món cuối cùng là coi như sự chấm dứt của một cuộc hành trình mọi người. Nãy chờ tôi đi tôi cũng mỏi chân lắm luôn mọi người. Nhưng mà mình muốn ăn một món cuối cùng là mọi người. Ok. Không biết là có cái món gì đó không ta. Trời ơi, nãy chưa ăn gọi là hình như là đây là cherry đúng không? Cherry cũng được á. Ôi ok, biết giờ mình gọi là lấy sắt mình tạo xô nước rồi, mọi người đi cho nhanh. Ok, món này cũng khá là ngon á nha. Ok, ở trong Minecraft đây là cái món gọi là thượng thừa nhất đối với mình, bởi vì cái món này nó rất là ngon mọi người ạ. Đấy, xin nhá. Ok. Rồi ok, đi chạy về liền mọi người. Trời đang tối mọi người ạ, nên mình xin được phép mà ngủ nhờ tại nhà của bác dân làng nha. Mình chỉ ngủ nhờ thôi nha, chứ mình không có cướp giường nha. Mình là người tốt mà.
Mình là một người tốt, thật sự nên mình sẽ không thể. Đấy, trời ơi, quá là tuyệt vời luôn đấy. Một giấc ngủ thật là êm lành, thật là yên ắng mọi người ạ. Đấy, ok, trời đã. Hello, tôi ngủ nhờ thôi. Đấy, ok các bạn, để coi gọi là cái quả cherry này ở ngoài đời nó sẽ như thế nào nha mọi người, let's go. Ok mọi người, bây giờ là chùm cuối, coi có làm chúng ta thất vọng không nha mọi người. Ok. Cái đó là gì ta? Cherry à? Mình nghĩ chắc là cherry mọi người. Cherry. Mọi người đây, nhớ là mọi người, cherry ở ngoài đời thật. Là trời. Đó, để tôi để đó. Đó, các bạn thấy nè, đó. Vâng, cherry ở ngoài đời thật, rất là thật luôn nha mọi người. Rất là real, hàng real nha mọi người. Đấy. Trời ơi, bất định cao luôn. Ok, thì mình sẽ ăn thử nha mọi người. Nói chung là cảm nhận của mình về cái món này đó chính là nó y chang kẹo luôn mọi người. Vì nó là kẹo mà. Đấy. Chảy nước miếng luôn mọi người. Đấy thì là nhưng mà cảm quan của mình về món này thì nó khá là ok, bởi vì nó là kẹo. Một hai nó khá là ngọt. Nên chùm cuối không làm chúng ta thất vọng nhưng mà cũng không làm chúng ta tự hào quá. Đấy, ok, thì mình thấy món này cũng khá là ok mọi người ạ. Thì đấy, ok các bạn, thì chắc là video của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như thế nào các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho mình biết nha. Thì các bạn muốn mình làm phần 3 nữa không thì các bạn cũng đừng quên bấm like thật mạnh và bấm subscribe và đừng quên bình luận phía dưới và bình luận những món mà xin có thể gọi là có thể ăn được nha mọi người. Còn bây giờ, bye bye, I love you, bye bye, nhớ subscribe cho mẹ xin mi đó. Thank you.